Lộ diện kẻ biến thái làm ra trò đồi bại quấy nhiễu các nữ sinh trước cổng trường Đại học Thương mại. Ngày 12 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ đối tượng có hành vi khiêu dâm, kích dục, quấy rối các nữ sinh đại học. Đối tượng này được xác định là NDT, 42 tuổi, quê ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Báo Giao thông đưa tin, tại cơ quan công an, NDT khai nhận hiện đang là nhân viên tại một gara trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do nhu cầu sinh lý cao nên từ đầu năm 2023 đến nay, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi khiêu dâm tại cổng trường Đại học Thương mại. Cụ thể, theo tờ An ninh Thủ đô, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 4 tháng 1, T điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Way đã che biển kiểm soát bằng khẩu trang y tế. Đi đến vỉa hè khu vực gần cổng phụ Đại học Thương mại, đối tượng dừng xe và thực hiện hành vi khiêu dâm, kích dục. Lúc này, có một nữ sinh đi bộ ngang qua, gã đàn ông liền kéo tay nữ sinh này nhưng nạn nhân đã tránh được và đi vào trong trường. Sau đó, đối tượng lái xe bỏ đi. Lần thứ hai vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 22 tháng 2, kẻ biến thái trên tiếp tục hành vi thủ dâm tại trước cổng trường nhằm mục đích để nhiều nữ sinh nhìn thấy. Thấy hai nữ sinh đi bộ cùng nhau, DT đã kéo tay nhưng nạn nhân cũng giằng ra được. Cơ quan công an cho biết, qua điều tra xác minh, ngoài NDT, không phát hiện thêm đối tượng nào có hành vi tương tự. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.